Sao có hàng ở trên xe của chị? Không biết. Tòa tuyên án tội phạm Trần Thị Trang tử hình. Cảm ơn, cảm ơn. Con phải mẹ vừa của con. Trang cũng nhớ. Nhớ lắm. Nếu nó phù hợp với em, chị sẽ nhường nó cho em. Còn nếu không, em sẽ không bao giờ lấy những thứ không thuộc về mình. Hung khí là một cây kéo. Ông bà mình nó không có sai đâu. Chơi kéo là có gậy đứt tay. Ông bà mình nói chơi dao. Dao kia. Bà bị điên rồi. Biết bao nhiêu thì dạy bao nhiêu. Đây là chị sai. Tất cả mọi người ở đây đều sai. Bây giờ mày tính với tao phải không? Đi. Uống xong chai nước suối, đem về làm kỷ niệm nữa chứ. Hồi xưa thì cũng vậy, còn bây giờ rất viên mãn nha mọi người. Bây giờ cuộc sống em vui lắm luôn. Có người đang hồi xuân muốn yêu lại rồi kìa. Giỡn hoài chị. Yêu lại cái gì? Bây giờ em cầu cho bỏ được cái ông này chứ ở đó mà yêu lại. Bỏ liền đi gì đâu khó. Tôi nhận ra rằng tôi với Mai không sống trong một thế giới. Không thể nào để cho thằng chó nó chạy được. Đúng rồi. Mà có chạy á, chỉ có lên bàn thờ nhà mình thôi. Húp xác nó luôn. Con đời tao nắc bét gì rượu rồi. Mày muốn đời mày nắc bướm luôn hay sao? Mày nhậu giống tao rồi. Ông gì rượu, ông mất đi một người vợ. Còn tôi nè, tôi vì ông mà tôi mất cả gia đình đi nè. Đã phải cố gắng một mình chịu đựng. Bà quyết định bà thay đổi để bà được làm ba của con. Tôi thương ba.